Rồi em xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem trên kênh của em ha. Thì đây là cái quang cảnh buổi trưa, trời mưa rất là lớn luôn ha tất cả cô chú anh chị. Thì bây giờ trời vẫn còn chuyển đen luôn ha. Đây là em đang đứng ngay mộ của cậu Năm Vũ Linh. Em quay cận cảnh lúc trời mưa cho tất cả cô chú anh chị xem. Thì hiện tại bên trong là đang cúng 20 món chay cho cậu Năm Vũ Linh ha. Thì cô chú anh chị thấy nước đậm không? Khi mà trời mưa lớn thì nước nó tràn xuống thì sẽ tràn vô mộ của cậu. Thì anh em mỗi người một tay để tắt nước ra tất cả cô chú anh chị. Đó, đây là chỗ động dũng nè. Còn đây là phía phần mộ. Thì cô chú anh chị nhìn thấy cái nơi cậu Năm nằm là nó trũng xuống. Thì trời mưa sẽ tràn vô ha tất cả cô chú anh chị ha. Thì em cũng sẽ vô em quay cận cảnh cho tất cả cô chú anh chị xem luôn. 20 món chay đang cúng cậu Năm Vũ Linh. Đây cả nhà, thì giờ đang cúng cơm chay cho cậu Năm, 20 món ha. Giờ trời ở ngoài chuẩn bị kéo tới nữa rồi cả nhà ơi, trời mưa lớn nữa nè. Thì các anh em YouTube đang chia sẻ với khán giả. Đây cả nhà, em sẽ quay cái cảnh đang động nước cho cả nhà xem nè. Đây là động nước nè, tràn vô nơi cậu Năm nằm luôn ha. Rồi anh em thì mỗi người một tay di chuyển những cái chàng hoa, những tấm hình mà cô chú anh chị khán giả làm để viếng cậu Năm Vũ Linh. Giờ trời mưa chuẩn bị bão bùng nữa cả nhà. Đây cả nhà. Còn cái khúc này là em quay phía bên hông cánh gà cho tất cả cô chú anh chị xem. Thì trời mưa thì anh em mỗi người một tay để tát nước ra rồi ha cả nhà ha. Đây là phía bên hông cánh gà nè. Còn đây là phía mặt trước nè. Em chia sẻ những giây phút khoảnh khắc lúc mà trời mưa cho tất cả cô chú anh chị xem. Nước thì động dũng nè cả nhà thấy không? Tuy trời mưa nhưng mà cô chú anh chị khán giả vẫn đến viếng cậu Năm Vũ Linh như ngày nào nè. Bây giờ em cũng sẽ quay phía bên trong phong cảnh mà nơi cậu Năm nằm cho tất cả cô chú anh chị xem. Cả nhà thấy không, bây giờ ở ngoài trời giờ đang chuyển mưa rất là lớn luôn nè. Tuy trời mưa, trời vẫn chuyển mưa mà cô chú anh chị khán giả rất là yêu mến cậu Năm Vũ Linh cũng vẫn đến viếng cậu. Đây là chị Loan ha cả nhà ha. Chị luôn túc trực tại mộ của cậu Năm Vũ Linh, luôn đồng hành với tất cả anh em trên YouTube và khán giả luôn.
nó cả nhà thấy không, nước bây giờ vẫn còn đọng á, tuy bằng ảnh em mà mỗi người một tay vét nước ra rồi mà nước vẫn còn đọng ha. Đó thì lúc mà trời mưa thì anh em thì mọi người một tay di chuyển những cái di ảnh của con Năm vô như vậy nè cả nhà. Thì hiện tại bây giờ ở ngoài trời thì vẫn còn chuyển rất là lớn luôn ha, chuyển mây mù đen luôn á tất cả các chú anh chị. Thì trời hiện tại bây giờ ở phía bên ngoài gầm nữa ha. Thì hiện tại bây giờ ở ngoài trời ha đang chuyển rất nhiều nữa, sợ sẽ xảy ra một cái cơn mưa lớn nữa ha cả nhà ha. Thì vừa mới xảy ra một cơn mưa lớn rồi đó. Thì anh em mỗi người một tay tranh thủ để tát những cái dòng nước này ra, không ai sẽ tràn vô mộ của cậu nữa nè. Thì em cũng xin quay tổng thể toàn quan cảnh nơi mà cậu Năm Vũ Linh cho tất cả của chú anh chị xem lúc quan cảnh trời mưa ở tất cả nhà đó. Thì bây giờ thì hiện tại bây giờ chuyển rất là đen luôn nè đó. Giờ em quay mà cho cô chú anh chị xem đó. Bây giờ chuyển mưa hột nặng cả nhà ha đó. Khi mà cô chú anh chị xem được cái video của em thì cho em xin một lượt đăng ký ha. Còn đây là ngôi mộ của cô Thanh Kim Huệ nè. Em cũng đi ra phía sau cánh gà quay cho tất cả cô chú anh chị xem luôn. Rồi em cũng kính chúc tất cả cô chú anh chị có một ngày mới, một ngày cuối tuần bên gia đình và người thân cô yêu của mình, thật là nhiều niềm vui ha trong cuộc sống ha. Ở cả nhà, hiện tại bây giờ gió rất là lớn luôn rồi đó. Khi mà trời mưa thì tất cả anh em mọi người một tay thì phải dùng cái bao mũ chùm lại những cái hoa và di dời những di ảnh của cậu sát vào nhau ha. Sợ mưa gió nó tạt rồi nó làm bể cả nhà. Còn cái cảnh này là cảnh nó phía bên cánh gà nè, phía sau cánh gà nè. Bây giờ là trời mưa rồi cả nhà ơi ha. Em cũng xin chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị xem cái hoàn cảnh lúc trời mưa ha, tại sao mà nước phải tràn vô mộ ha. Đây là nước đọng rồi nó phải chảy theo cái dòng nước rồi mới vô cái mộ của cậu ha. Tăng tiếng rồi chưa? Thì anh em ở đây đang túc trực ha. Đó cả nhà, giờ mưa rồi ha. Thì thôi em cũng xin kết thúc clip. Thì anh chị chia sẻ cái khoảnh khắc lúc trời mưa, cái giữa trưa của cậu tại mộ cậu ha. Ngày cấp 10 cấp 12 là cái này đâu còn. Rồi em xin kết thúc clip ha, tất cả cô chú anh chị ha. Hẹn cô chú anh chị những video tiếp theo của em ha. Đó cả nhà thấy trời đang mưa đó, em cũng quay cảnh bây giờ khoảng chừng sẽ lớn ha. Thì thôi em cũng xin kết thúc để có gì phụ dọn dẹp với anh em. Sợ nước nó tràn á cả nhà. Bye bye cả nhà ha.